Chào các bạn, chào các bạn đã dành thời xem video của mình. Và giờ là Lưu Bị. Lưu Bị thích ăn ngũ cốc nhưng hôm nay mình quyết định cho Lưu Bị vô đây. Và hôm qua thì mình có thể xác định tới 99% là cái vụ có ông già của mình là phay rồi, nên mình quyết định là cất nhẹ mấy vào gấp và không lôi ra nữa. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái loại này. Hôm nào quảng cáo nhưng mà video review thì chưa thấy, thì mọi người chưa có thời gian nghe đi. Nhưng mà các bạn mới bước đầu mà mình thay đổi chế độ ăn đó, thì mình cũng nên ăn nhiều một chút. Rồi nên cố ép bản thân mình quá nha. Tại vì nó ép quá thì mình sẽ dễ bị thiếu chất, dẫn tới chán nản, mệt mỏi. ABCDE. Mình ăn cho quen với đã không rồi. Từ từ mình điều chỉnh nó lại. Cái dụng này một quá trình rất dài, rất dài. Bây giờ trời tháo này. Trời thái lên hình chuyên nghiệp quá. Trời thái cho mọi người. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Bây giờ mình chuẩn bị đi làm và mọi người nhớ nước đầy đủ. Mất nước sẽ mệt đâu rồi mẹ. Bây giờ là buổi trưa và trưa nay thì mình sẽ tiến hành nấu cháo yến mạch. Các bạn có thể xem nguyên liệu đây. Đầu tiên là mình sẽ cho hành một chút, sau đó cho thịt bò vô. Dạo này thời tiết trên Đà Lạt rất là lạnh lẽo nên là nếu như các bạn cũng ở vùng lạnh như mình thì mình có thể ăn cái món này nè để giải cảm nữa, tốt cho sức khỏe. Đây là yến mạch nha, yến mạch qua cờ, yến dịp thì mình sẽ để vào đây ít ít thôi, tại vì lát nó sẽ nở ra nữa. Mình chỉ nêm vào đây một xíu một nêm rồi. Sau đó mình sẽ chờ cháo sôi và đập trứng vào, sau đó bỏ hành lá vô. Mọi người có thể thấy là cháo nó đã sôi rồi nè, thì mình sẽ tiến hành đập trứng vào. Trứng là do mình thích thôi, với lại mình cũng muốn đảm bảo đủ năng lượng thôi á. Và nếu như mọi người không thích trứng hoặc là thấy nó hơi nhiều rồi á thì mình cũng có thể không bỏ trứng vào đó. Nó sẽ thành những cái sợi như thế này nè. Sau đó chúng ta chờ nó sôi lại để chín cái trứng khỏi bị tanh. Cháo sau khi đã nấu chín độ sôi thì mình sẽ tiến hành rắc một tí hành. Cái hành này nha. Cuối cùng là cho tiêu. Hai lát ớt chan chỉ. Đó. Mình ăn kiêng nhưng cũng phải ngon và bổ dưỡng đúng không? Thì mọi người có thể xem. Đây là một trong những món mà mình sẽ tiến hành nấu trong vòng những ngày tới. Đây mọi người thấy. Rất là ngon, mọi người có thể ăn kèm với rau gì. Ví dụ như cháo thì thường thường hay ăn tí tô hoặc là rau răm đồ đó. Nhưng mà mình nghĩ vậy là được rồi. Chúc mọi người ngon miệng nha. Bây giờ là buổi tối nè. Hôm nay công việc của mình khá nhiều nên là tới tận khuya tối mình mới ăn á. Vì đói với lại mệt quá nên là mình cũng quên quay mất. Mình sẽ tạo một cái hình tượng trưng ở đây cho các bạn xem nha. Thì tối nay mình ăn gỏi gà. Cái phần mình ăn đó là phần ức gà luộc cái da ra. Hôm nay tới ngày thứ tư rồi á, mọi thứ nó cũng ổn. Nhưng mà không hiểu tại sao trên mặt mình lại xuất hiện những cái nốt màu đỏ 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 đỏ. Mình cũng không hiểu lý do là gì. Thì mình sẽ cố gắng nghiên cứu và tiếp tục ăn thôi. Thì mình mong là ngày mai mình có thể bớt lười biếng rồi làm ra những món ăn mới. Và chúc mọi người ngủ ngon.